Hero Fan Meeting sẽ được tổ chức vào lúc 13 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2023 tại nhà hát Hòa Bình, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn nào muốn tham gia cùng Mèo Pèo và các thành viên của Super Hero thì hãy bấm vào đường link mua vé ở phần mô tả của video các bạn nhé. Hello, hello. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Vừa mới vào game thôi mà tiên thấy hai cái map đường sắt vận tải đô thị với cả thị trấn đường sắt siêu tốc cái gì này. Nhìn trông có vẻ là ảnh bìa lừa thế nhở. Không biết là bên trong nó có xịn được như ảnh bìa không bạn ạ. Nhưng mà tôi cũng nhìn cái tò mò quá. Lâu rồi tôi không trải nghiệm cái đường sắt như kiểu như tàu lửa ở trong Minua á. Cho nên nhìn hai cái map này ảnh bìa nó cứ điêu điêu của gì bạn ạ. Tôi thề luôn chứ là tôi cực kỳ sợ một cái map mà ảnh bìa nó thực tế này. Đôi khi vào trong nó hơi bị hụt hẫng bạn ạ. Nhưng mà cũng phải trải nghiệm thử xem nó như thế nào bạn ạ. Ok, map tải thử bấm map này. Mình sẽ tải thử cả hai map này xem trải nghiệm thử xem nó có gì hay không nhá. Tại vì mình đang lượn lửa trên sải liên thông xem có gì chơi không á. Phát hiện ra hai cái map tàu điện ảo tên được. Ok, mong rằng là bên trong nó cũng sẽ xịn như cái ảnh bìa bạn ạ. Chứ bên trong là thấy có mỗi cái tàu mặc định xong rồi cho cái đường dây mặc định xong chạy thì hơi bị chúa hề các bạn ạ. Ok, thì trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và đừng quên đăng ký cho đăng ký ủng hộ mình các bạn nhá. Rồi các bạn ơi, bây giờ sẽ trải nghiệm thử xem là liệu rằng là hai cái map tàu lửa này nó có gì nó thú vị không bạn ạ. Nhưng mà nhìn cảm giác nó không được uy tín lắm. Ui, 20,59B với cả 17,89B cho có vẻ là cũng ra gì đấy nhá. Ok, tuyến 1 đã được mở hoàn toàn gì ấy. Cái này là, à, hai cái map này đều của người Trung Quốc nhá, đều của người Trung Quốc xong rồi chuyển qua map Việt Nam. Ủa cái gì? Ôi, mình vừa thấy bạn này có cái khung TikTok đúng không? Ôi, còn có thêm cả map ngôi sao tàu hỏa này. Ok, tôi đã mất công tải, mình tải nốt cái map này nhá. ID bận này nhìn đẹp đấy nhở, mình mới thấy ID là 2333 93379. Ủa, cái số 7 này mà thay bằng số 3 nữa hoặc là số 9 nữa thì nó thành 2333 93399 hay là 3339 thì nó là ảo nữa bạn ạ. Ok rồi, thì mặc dù là mình không biết cái khung TikTok này ở đâu, bạn nào biết lấy cái khung TikTok này ở đâu thì hãy để lại bình luận phía dưới nhá. Thì hiện tại là mình cũng không biết là làm sao để có được cái khung TikTok này bạn ạ. Ok bạn ạ, trải nghiệm thử cái map xe lửa đầu tiên đây nào. Hình như sai sai đúng không? Tôi tưởng là tôi hóa ra là xe lửa này thật à? Mình tưởng là xe lửa kiểu như sẽ dùng xe lửa mô hình nhưng hay là xe lửa nào nó xịn bẩn ạ? Ô thế là đi xe lửa thật à? Ôi, bản đồ này có cả sơ đồ tuyến đường sắt này, anh chẳng nhìn có vẻ xịn nhỉ? Màu đen là trang web là sao? Màu đen là trang web là sao mình không hiểu lắm ạ? Ôi, làn 1, làn 2, làn 3, làn 4 này. Ở chung là cái này là Google dịch bạn ạ, dịch từ tiếng Trung sang cho nên mình đọc cũng chẳng hiểu gì đâu bạn ơi. Cái đọc có khi còn dối hơn á. Thôi chúng ta cứ trải nghiệm đi. Cứ trải nghiệm bạn ạ. Tôi biết là chúng ta cứ chơi thôi. Nhưng bây giờ mình đọc xong mình còn lúa hơn á. Ok này. Đây là làn 3 này. Mình cũng không biết là làn nào với làn nào bạn ạ. Thôi mình sẽ đi bên làn này nhá. Mình thử bên này đi. Đó bạn ơi, đó, thử xem nào. Đây là tàu điện ngầm bạn ạ. Ok, ok. Ôi, hai bên làn kia đi đường khác nhau bạn ạ. À, cái làn bên kia đi đường khác là sao bạn ạ? Ok bạn ơi, rồi. Không biết là dẫn chúng ta đi đâu đây. Ok, vừa đang ở dưới hầm mà lên trên là lên trên bạn ơi. Wow. Được thế nhờ. Thật là mình xem bản đồ chỉ hiểu gì đâu. Tại vì là tiếng Trung dịch sang thành ra đọc cũng không hiểu lắm bạn ạ. Nó cứ đọc câu chữ nó cứ lủng củng gì á. Nhiều khi đọc xong nó còn rối não hơn cơ, bởi vì nó không có giống tiếng Việt lắm, nó kiểu như là nó cứ sai ngữ pháp nhá, thành ra là đọc nhiều khi nó còn rối hơn bạn ạ. Cho nên mình tốt nhất là thôi cứ chơi theo kiểu như này nhỉ. Người chơi hệ tâm linh đó. Chơi đến đâu chơi bạn ạ, nó dẫn đi đâu kệ nó, để xem là cái mấy cái xe lửa này dẫn chúng ta đi đâu bạn ơi. Để tăng sự tò mò mình cũng không biết được ở đây có khá là nhiều cổng dịch chuyển mà đồ bao thông đấy. Ở góc trên bên phải này các bạn có thể thấy là rất là nhiều cổng dịch chuyển khác nhau bạn nhá. Đó, các bạn có thể đi cổng này đó, lại có rất là nhiều cổng luôn. Mình cũng không biết là cái cổng này sẽ dẫn đến đâu nữa mà sao cái đứa thẳm tắp vậy. Ủa, cái này mà làm kiểu như cảnh vật hai bên ngắm cảnh thì ok hơn bạn ạ. Nó chứ hai bên mình thấy chắc có gì bị ngắm cảnh thế này. Nó còn con dã như đây phải bên này mày này bể. Ô, nó còn đứng thì mình chặn đường à. Ồ, đây có nhà ga này, một cái nhà ga bạn ạ. Ok, ôi lại xuống tầng hầm rồi. Wow, một cái trang có chịu khó xe đèn nữa à. Đấy, bên nhà tàu điện ngầm có chịu khó xe đèn, có đường lên này. Thôi cứ đi hết đi.
Nó không biết đi đâu, bận mình cứ đi tiếp thôi. Bơi à? Ok ok, đây núi có núi có núi có núi có núi này có núi rồi. Cái cây này bay lơ lửng giữa không trung này. À, cái này là chặt cây này, chặt cây làm đường sắt này đó. Tôi là tôi không ủng hộ nữa, tôi là tôi không ủng hộ việc chặt rừng làm đường sắt nha. Trời ơi, ông này là ông chặt rừng làm đường sắt vỡ. Cái này quay lại rồi, mình ngay đi ngược lại bạn ơi. Đi hết tuyến rồi, đi hết tuyến rồi, mình đi hết tuyến rồi. Mình đi hết tuyến bạn ạ. Ok, thử lên tuyến khác nào. Đây có cái nhà ga này, hình như là dẫn chúng ta đến tuyến đường khác bạn ạ. Không biết là ủa không xuống nào. Ủa bây giờ xuống đang đây là nhà ga đúng không? À đây bây cột thang đây, cột thang đây bạn ơi. Đây rồi. Ui, bên này có một cái đường, bên này một đường nữa này. Bên này có cầu thang bên ngoài đây, cầu thang bên trong à? À ok ok. Ủa, khoan. À bên cái lên 2 mà, vẫn cái làn 2 mà. Nó giống cái làn vào đây bạn ạ. Ơ thì nó giống cái làn vào đây à? Trời ơi, ơ thì hóa ra nó giống cái làn vào đây bạn ạ. Khoan đã, từ đây này, mình không biết là lên trên của gì đây này. Đó, mình đang muốn đi làn này này. Đã đi làn này không biết đi đâu đây bạn ơi, mình không biết đi đường nào đây, trái phải ta. Từ từ nè, nên cho bên nào là mình nghĩ là mình sẽ chọn bên bên này đường mà nghèo này, bên này đi. Ok, mình sẽ đi thử bên này nhá, tại vì đường rích rắc này, tôi cũng tò mò không biết đường như nào bạn ạ. Ok bạn ơi, ui gì đấy, ui lại vòng lại bạn ạ. Bên này một đường khác à? Ok ok, thì đây mình sẽ đi đường bên này nhá, xong vòng lại sau nhá. Đây tôi sẽ đi thẳng cái đường bên này, xong rồi sẽ vòng lại sau, không biết cái đường này sẽ đi đâu nữa. Ui, tôi nhìn cái bản đồ lúc nãy tôi chả hiểu gì bạn ạ, thành ra bây giờ mình cũng không biết mình đi đường nào nữa. Đây hiện tại là một cái cái nhà ga quay xem bữa. Chắc là cái tuyến đường này chỉ để đi di chuyển là từ nhà ga này sang nhà kia bạn ạ. Đó, tôi hiểu rồi, cái tuyến đường sắt này là để tuyến đường phụ á, kiểu như là tuyến đường phụ á, để di chuyển từ nhà ga bên này sang nhà ga bên này đó. Sau này xuống xe bạn ơi, xuống xe đây bây giờ ta xuống xe đó. Xuống xe bạn ơi, trả xe. Ok không trả à? Ok, bước sau qua đây này, đó. Xong bây giờ lại có một cái tuyến đường khác bạn ơi. Đây, bên này có một tuyến đường mới này. Đó, chúng ta đi một cái tuyến đường mới bạn ạ. Đây. Bùi rồi, ôi. Không biết là đi cái tuyến đường nào bạn ạ, bây giờ đi đường nào đây. Bên này có hang động bạn ơi, bên này thì biết thử bên này thế nào. Mình sẽ đi thử bên này nhá. Cái hang động kinh cũng hai bạn ạ thôi. Đi thử thẳng trên này xem có gì không bạn ạ. Ok, bạn ơi đi xuống này. Ôi, wow, lại một cái nhà ga bạn ạ, là làn 2 đây. Tôi không hiểu là bạn ạ. Chầm bật chờ. Ở nhà tù à? Ôi, đi xuống nhà tù bạn ơi gì đấy? Đáng sợ với ta. Cái đường sắt dưới định tầng kia chính là tầng điện ngầm chứ. Cái này kiểu như kết hợp vừa tầng điện ngầm lại vừa là đường sắt trên cao á. Đó, có những đoạn nó sẽ là tầng điện ngầm, còn có những đoạn nó sẽ là đường sắt trên cao bạn ơi. Ok, nó sẽ dừng ở nhà ga bây giờ. Dừng ở nhà ga bây giờ tôi. Thế nếu bây giờ mình lên trên có gì không nhỉ? Thế cái nhà ga dẫn đâu đấy? Ủa cái nhà ga dẫn đâu? Ok. Đây là trạm sa mạc. Đây là trạm xe lửa ở tuyến sa mạc bạn ạ. Ok, đây là tuyến xe mạc sa mạc này. Ok mình sẽ đi ngược lại nha. Thế đi ngược lại sẽ đi đâu nữa? Ủa, cái này nó ảo phết bạn ạ. Nó khá là ảo ma cà đa đấy. Ok, cái tàu lửa có không ta? Ở đây vẫn còn này. Mình sẽ quay xem mình sẽ đi đường này xem nào. Khiếp thật, một cái bot thôi mà nó cũng lằng ngoằng phết đấy. Tại vì mình cơ bản mình nhìn cái bản đồ mình cũng chả hiểu cái quái gì bạn ạ. Mình cũng chưa hiểu cái làn 1, làn 2, làn 3, làn 4. Đúng là mình nên chụp lại bản đồ, đúng rồi đấy. Lẽ ra tôi nên chụp lại bản đồ thôi, tôi vừa đi tôi vừa nhìn cho nó dễ biết là đang đi cái hướng nào bạn ạ. Chứ bây giờ đúng kiểu tôi đi bừa thôi, cái kệ đi, vừa đi mà ngắm cảnh này đấy, ngắm đường hầm này. Bài xe đường hầm, cái này mà thấy thằng đuốc ở cái đuốc này mà thằng đèn băng gương hay là đèn huỳnh quang hay đèn gì cũng được đó. Đèn thủy tinh hay là cái đèn hiện đại, đèn sang trọng, đèn gì cũng được mà đúng không? Chứ cắm đuốc thực sự nhìn nó hơi bị phè bạn ạ. Ủa hết là không hết là sao được bạn ơi, đây này đó. Đường hầm xuyên núi ấy chả. Hết chặt rừng để làm xe lửa, bây giờ chỉ còn đào núi làm xe lửa bạn ạ. Tôi không biết là cái này có tốt hay không được bạn ơi, nhưng mà ôi hết là
Ok bạn ơi, đến đây nó lại tự động quay xe bạn. Ok, quay xe rồi này. Xong như dưới này à? À, dưới nó lại có một cái trạm nữa này. Ôi trời ơi, ui. Bên này một cái trạm xe lửa nữa này. Ôi chà, không biết này có gì không ta. Lại một cái trạm nữa à? Ui. Wow. Wow, to phết nở, ai có đường xuống này. Bè à, bể cá mà. Ghê, thế bạn ơi. Ui. Ủa sao cái này giống cái á? À, giống cái lúc đầu mình đi vậy. Ôi giời, ok, chung là cũng khá là thú vị bạn ạ. Mặc dù nó hơi bị lằng ngoằng, nó hơi bị dễ lạc đường một chút, nhưng mà nói chung là cũng được rồi. Ok rồi, bây giờ thử xem cái map thị trấn đường sắt siêu tầm bậy với mình đi mình chơi chưa nào. Bây giờ mình đi map nào nữa, tôi quên xưa đấy, tôi chơi map nào rồi. À, map này, map khác bạn ạ, map khác bạn ơi, map khác. Bấm gì đây? Ủa, bấm này sao? À, tham bẫy à? Ok, mình đi. Bây giờ hiện tại mình chưa có xe lửa. À, hay đấy. À, mình đi xuống này, bạn ơi, là đi xuống xe lửa. Ôi, được của nó phải bạn ơi, là cái gà đâm ở đâu? Khoan, dừng khoảng trên là vai thế bạn ơi. Ủa, nằm ở đâu? Ủa bơ, nó bảo là đây nè. Bơ, là tướng thật đấy. Wow, xe lửa chạy bằng đá điện bơ. Ai chà chà, được quân nó bơ. Ok, mình sẽ chạy ra ngoài bơ. Chạy ra ngoài nhìn đẹp hơn bơ, chứ đứng trong ngoài chạy nhìn gì bạn ạ. Ui, đây, mình sẽ chạy theo xe lửa này. Ui, được quân nó bơ nào, đây gọi là xe lửa trượt à? Này người ta gọi là xe lửa trượt bạn ơi. Cũng được đấy. Đó, mình đứng ở trên bạn ơi. Cái này người ta gọi là xe lửa trượt này. Nhìn cũng ra gì phép bạn ạ. Cũng được của nó mới chứ. Quả xe lửa trượt à. Nhìn được đấy nhở. Mặc dù đi nó hơi bị chậm một tí thôi, với cả là chúng ta nhìn không rõ nữa. Chúng ta sẽ nhìn không rõ bạn ạ. Có cả chỗ nhìn không rõ bạn ơi. Đây, kiểu như này. Mình đến bên trong mình chả nhìn thấy quái gì bạn ạ. Đó, em nhìn qua bên này, cái này mà thay bằng cửa kính cái cửa gì nhìn được quan sát là dễ hơn đấy. À, chuyển qua mình thấy ba cũng chả nhìn được bạn ơi, nó cứ bị cà giật kiểu gì bạn ạ. Đó, thấy không nè, không nhìn được rồi này. Thôi để không nhìn bơ lên hết rồi à. Cái này cái xe lửa siêu tốc gì mà đi hơi bị chậm bạn ạ, đánh giá là đi hơi chậm đấy ạ. Nó bơ lên hết rồi, nên hết đúng không? Ôi. Ok. Ủa, giờ sao quay lại giờ? Bờ cái xe làm sao để quay lại tôi không biết bạn ạ. Tôi không biết làm sao để cái xe lửa này quay lại đó. Thêm bị ảo ma cơ. Mà chưa kể cái này sao rẽ được ba. Ông nào thiết kế của đấy điện đấy. Cái này sao rẽ được xe rẽ được tin à? Trời ơi. Ok bạn ơi. À đây xong bấm quay lại đúng không? Chút này quay lại ban đầu rồi. Ok bạn ơi. Cái này quay lại cái điểm ban đầu này. Đó. Quay lại cái trăm xe lửa bạn ạ. Ok bạn ơi. Nhìn chung là bên này như xe lửa khác à? Đây là từ nè. Bên này hình như là xài cái xe lửa khác bạn ơi. Xe lửa này đâu đi được đâu bạn ơi. Đi quá hay được. Bên này từ khoan à. Nghe lên hơi khó này. Ủa sao vào bạn ơi. Này sao vào ta. Ok bạn ơi thử nào. Rồi sao buông cái xe lửa bị kém hơi. Cái xe bị kẹt rồi. Trời ơi, ok. Thôi qua bao kia vậy. Chúng ta sẽ qua nó map ngôi sao tàu hỏa này đấy. Cùng của bạn này luôn, cùng của các bạn này. Bạn nào bạn vận tải đường sắt đô thị bạn gì mình có tên rồi đấy. Cùng một người bạn ạ. Để xem thử cái map siêu sao tàu hỏa nha bạn ơi. Ok. Ủa đây là máy bay phản lực ba. Đây tàu hỏa thì ba. Ủa cái này mà tàu hỏa. Alo. Phải với ông đấy. Ok bạn ơi nào. Ôi cái này là máy bay mà ai hỏa gì. Trời ơi. Từ. Cách cho ra ngoài các bạn ơi. Ok bạn ơi cái này máy bay mà. Trời ơi. Ê tí rồi. Ở đây bạn ơi đó. Tàu hỏa nhìn cũng này bạn ơi nhìn cũng được đấy nhờ. Trông nó cũng ra gì đấy. Nhưng mà không biết là có đi được không bạn ơi. Ủa sao lên khó vậy. Cái tàu hỏa lên của gì đây. Chết.
Ủa sao lên rồi ta? Từ đem lô vào nào. Ồ, cơm ơi. Giúp hậu. Đi chưa? Ủa không đi. Ủa hù. Wow, à, cái tàu hỏa này thì tầm nhìn nó đẹp hơn này đó. Cái tầm nhìn chung nó vẻ nó dễ nhìn hơn một chút. Nếu mà nó làm cái chân này nó làm cao lên một tí nhé, cái cửa kính nó cao hơn một chút thì mình dễ nhìn hơn bạn ạ. Mình dễ nhìn xung quanh hơn bạn ơi. Đấy, cái phần này làm cao hơn tí nữa này thì sẽ dễ dàng quan sát hơn bạn đậu ngắn vậy. Ủa ngôi sao tàu hỏa gì mà đi có mấy bước chân là hết rồi bạn ơi. Gặp hổ trời. Rồi ôi ngôi sao tàu hỏa gì đi có một tí là hết rồi bạn ạ. Trời ơi lừa bạn ơi. Thầm. Thế là hết luôn à. Rồi xong rồi cua lừa bạn ạ. Ok. Nhìn chung là cả ba cái tàu hỏa này thì mình thấy là nếu như nhá hai cái bác quấy mà nó được dài đầu tư cái đường sắt giống như cái bác đầu tiên á. Cái bác đầu tiên thì cái tàu hỏa nó không đẹp nó. Nếu như mà đầu tư cái tàu hỏa đẹp như cái bác đầu không, đầu tư cái quãng đường thì cái hang động mà cái điểm không phải hang động nó gì ta. Ờ nó là cái tàu điện ngầm đúng rồi. Đầu tư cái hệ thống đường sắt dưới lòng đất này hay là đi xuyên núi này đó hay cái cầu đường sắt này. Nếu mà làm đẹp như vậy nha, xong rồi áp dụng cả cái tàu đẹp như cái Mark 3 á. Đấy, áp dụng cả Mark 1, Mark 3 lại thì mí là khá là tuyệt vời đấy. Ok nhưng mà tuy nhiên rằng là nó hơi bị chúa hề một tí bạn ạ, nó không sao. Rồi, thì ngày hôm nay mình đã trải nghiệm thử 2-3 cái map ảnh bìa nhìn khá là ảo ma cái đai mà vào trong thì đúng là cũng hơi thất vọng một chút. Ok thì video xin phép được kết thúc đấy thôi. Các bạn có cái nó gì muốn mẹ béo làm rồi nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Superhero Fan Meeting sẽ được tổ chức vào lúc 13 giờ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 tại nhà hát Hòa Bình, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn nào muốn tham gia cùng Mèo Pèo và các thành viên của Superhero thì hãy bấm vào đường link mua vé ở phần mô tả của video các bạn nhé.